Thưa quý vị, đến 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét khiến biển động mạnh. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét khiến biển động. Trở lại với thời tiết trên đất liền, dự báo dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới, trong ngày và đêm hôm nay, ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh phía Bắc của miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa nhiều nơi. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa trong khoảng từ 70 đến 120mm. Khu vực Thanh Hóa và phía Bắc của Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Thời gian có mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm. Phần còn lại của miền Trung, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay vẫn còn nắng nhưng cường độ nắng vừa phải. Ở phía Nam, hôm nay gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh hơn, vì thế Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông diện nhiều nơi. Dự báo diện mưa ở mức trên một nửa khu vực cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, thời gian mưa sớm hơn, một số nơi sẽ có mưa ngay từ đầu giờ chiều, nhưng mưa dông khá vẫn tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm.